Ui mẹ Kem ơi, con quái vật nó đang đuổi con vịt này. Wow, nó lại đuổi con vịt nữa kìa. Ui, con vịt nó chạy nhanh quá bạn ơi, nó chưa bắt được đâu. Các bạn ơi, mình mang xe ra đây, nhưng mà con cua của mình nó chạy đi đâu mất rồi. Bây giờ mình phải đi tìm con cua thôi. Ui, các bạn ơi, đây này, con bò, nó đi tới chỗ đây này. Ui, con cua nó đang ôm cái gì thế các bạn ơi. Nào, để mình xem nào. Đấy. Ui, các bạn ơi, à, thì ra là nước cam. Con cua này nó còn uống cái nước cam này đây. Nào, cua ơi, để mình bê lên xe đã nhá. Các bạn ơi, mình phải cho nó lên xe các bạn ạ. Đấy, chú cua ngồi yên ở trên xe, cả chú bò nữa. Ở đây để mình bật cái nước cam này cho mà uống nhá. Ui, chặt que các bạn ạ. Ui, sao cái nắp này chặt thế nhỉ? Ui, ui, các bạn ơi, đây, cái quả gì? Nó nèo vào tay mình, nhìn nó tròn xoe các bạn ạ. Ui, thôi kìa kìa các bạn ơi. Ui, ui, nó nước nó lăn ra tận ngoài kia rồi. Làm sao bây giờ? Ui, tay mình không thua tới con. Các bạn ơi, không tới được. Ui, càng ngày nó càng lăn xa kìa các bạn ơi. Ui, nó lăn ra tận ngoài kia rồi còn đâu. Thôi, mất nó nước rồi các bạn ạ. Ui, mất nước của mình. Làm sao bây giờ? Với mãi chẳng tới các bạn ơi. Ui, ui. Ơ, à, bạn đâu ơi? Bạn đánh nước à? Ui, ui, bạn cho tớ kinh đi. Ơ, để mình nhớ ra mình đã khát quá bạn ơi. Ơ, à, sao bạn đánh nước rồi các bạn? Ui, wow, nước ngon thật. Ui, bạn ơi, giảm tới đây. Ai cho bạn uống nước của tớ đây? Ngon nước của tớ nó rơi cho ngoài ngó đây. Đấy, mình đổ đây uống giọt dễ bạn ạ. Ui kìa, các bạn ơi, nước cam ngon chưa? Ơi, bạn ông đã uống hết của tớ rồi. Ui, các bạn ơi, chẳng còn một giọt nào ấy. Rồi, tớ này hết nước rồi, làm sao tớ có để cho con cua với con bò của tớ nó uống đây. Vậy á, nhà mình đầy quá quả, để mình lấy mình làm nước ép cho các con vật của bạn nó uống nhá. Được rồi bạn ơi, nó đang kêu dãy ở trong này này. Đâu? Ui, ui, kinh chưa kìa. Nhưng mà tôi thấy nó ăn cái quả táo cơ mà sao nó kêu nhiều thế nhỉ? Để chúng mình mở ra đi. Wow, ơi. Leo ơi, bạn nó bay. Này, sao cái quả táo nó lại dính vào trong mũi nó này? Thế thì nó vẫn đang cắn đấy. Thì con gì, con sóc mà nó đang cắn cái quả táo này các bạn ơi. Bây giờ mình gỡ nó xem nhá. Bạn rút ra đi. Đây này, nó lõm cả một miếng này bạn ơi. Leo ơi, bạn Kem ơi, nó ăn cả vào mũi với mồm con này này. Ơ, sao quả táo nhà bạn kỳ lạ thế nhỉ? Con sóc này nó có bị làm sao không bạn ơi? Wow, ui, may quá chúng mình ra kịp này. Con sóc vẫn đi lại bình thường này bạn ơi. Ui, một con sóc này nó thích ăn hoa quả lắm đấy. Các bạn ạ, ui, cái đuôi của nó dài nhá. Dài và to như cái đầu của nó luôn. Ơ, nó còn cao hơn cả đầu nó luôn. Ui, nó quay tròn này các bạn ơi. Ui, hay chưa? Ui, không biết nó có chóng mặt không này. Ui, nó còn quay tròn được đấy các bạn ạ. Bạn ơi, bây giờ mình biết là con sóc này nó thích ăn hoa quả thế. Bây giờ mình ra vườn táo mình vặt xem. Nếu mà không có táo quái vật thì mình về mình xay cho nó ăn nhá. Ờ, cây táo của mình như này bạn ơi. Wow. Bạn thấy sai không? Ui, nhà bạn ốc có cây táo, sai thế. Đấy, bạn vặt đi. Ui, thơm lắm bạn ốc ạ. Ui, táo ngon chưa này các bạn ơi. Chiu, ui, đưa một quả lên này. Ui, này, quả này chín mọng rồi mà nhà bạn không vặt à. Bạn vặt đi. Chiu, này, ngon chưa các bạn ơi. Thơm lắm. Chiu, này, nhiều chưa? Còn quả nào không nhờ? Còn một quả dưới bạn ơi. Đâu? Đấy. Ui, quả này. Có sót quả chín đấy. Ừ nhờ, nó lại mọc và thích ngon. Mà to thật đấy. Nào để tớ lôi nào. Ui. Rứt mạnh lên. Chặt lắm, sao quả này dài thế nhờ. Ui, rứt mãi không được cái bạn ơi. Ui. Cái gì đấy? Quái vật. Đâu xem này. Nào. Kéo ơi. Ui, quái vật chạy đi nhanh đây bạn ơi. Ui, sợ lắm. Quái vật ở cây táo nhà bạn ốc các bạn ạ. Ui, bạn ốc ơi, chạy ra đây trốn nhanh lên. Ui, một con gì ở đây này? Một con quái vật thì sao ấy? Ui, con này là con ếch bạn ơi. Ôi, một con ếch. Không phải là con này, con cóc đâu. Đây là con ếch đi các bạn ơi. Nó ở cạnh con ốc sen kia. Đấy bạn ơi, bạn chồng nó tới đi. Ui, ui. Con này chạy, nhanh thế. Ui, cái con gì to thế? Ui, ui, cả đàn ếch luôn các bạn ơi. Ui, kia kìa, cẩn thận mỗi con chạy vào hướng này. Ui, kia kìa, vô được chưa? Đây, con rồi. Đấy, còn hai con ở đây nữa này. Đây, mình bắt con này đấy nữa, ở cái khe đấy. Wow. Sắp mưa nó ra bạn ơi. Nhiều nhầy toàn ếch béo này các bạn này. Ui, bạn ốc bắt được hai con rồi. Đấy, ui, được ba con béo mầm này bạn ơi. Ui, bà con ếch ngoan chưa này. Nó từ ao này nó lên đấy các bạn ơi. Bạn ốc phải rửa tay đi rồi lên. Ờ. Ui, có cái gì đấy? Có con gì này? Ô, có cái bẫy ở đây này. Có một con cua ở trong này. Ôi, cua, à, ui, nó lên ao đấy. Đây này. Đây là con cua gì đấy các bạn ơi? À, con cua đồng đấy các bạn ạ. Thôi mình thả nó ra ao đi. Chúng mình đi, về chúng mình xay táo. Bạn ốc ơi, mấy con trong quanh nhà mình nó cứ chạy ra đầu xe ô tô này nguy hiểm chưa này? Để tớ bắt nó lên nhá. Vậy bạn bắt nó vào đi. Ui, ôi, ui, kìa, có cái con gì kìa. Thôi, ui, nó lại đùm một con nữa này vào gầm bánh xe. Mình phải đợi nó đi, mình mới dám bắt cơ bạn ạ. Ốc à. Ui, con quái vật này đáng sợ thật đấy. Thôi, nó nhét tất cả các quái vật vào rồi. Ui, bạn ốc ơi,
mình vẫn chưa thấy nó ra đâu. Nó lái cái xe quá thú xa lắm mẹ nó mẹ. Wow, nó vừa ra rồi kìa. Mày quá, đi chúng mình lại đây cứu con mấy con chó này đi. Ôi, đây này, ba con liền mẹ đốc ạ. Này, lấy một con màu vàng, một con màu cam, ui, một con màu hồng. Nó nhét hết ba con cú này vào gầm bánh xe để ai lái xe đi là chèn vào lò đấy. Thật là nguy hiểm, con quái vật này đáng sợ quá. Ui mẹ kem ơi, con quái vật nó đang đuổi con vịt này. Wow, nó lại đuổi con vịt nữa kìa. Ui, con vịt nó chạy nhanh quá bạn ơi, nó chưa bắt được đâu. Ui thôi, lần này con vịt nó lại không chạy, nó lại đứng ở đây này. Thôi, nó ăn mất con vịt, nó đang chạy đi kìa bạn ơi. Hai mắt nó luôn này. Ôi, kinh chưa này. Đéo con vịt này. Ui, nó vẫn còn mổ nữa bạn ơi. Thôi, nó mổ rơi đầy ra nhà rồi đây này. Mà mình thấy cái này nó cứng quá, nó không ăn được đâu. Hay bây giờ mình quặt đi xong này mình xay ra thì nó mới ăn được đấy bạn ạ. Ui, mình thấy cái xe này nó khát sáng này. Ô nha, xe quái thú của con quái vật đấy các bạn ạ. Wow, nó đang quay tròn này. Nó quay tròn luôn các bạn ạ. Ôi, nó đi rồi. Đi rồi kìa. Ôi, nó đi nhanh lắm các bạn ơi. Đây này, quặt hết những cái mắt để đi nhá các bạn nhá. Ấy, này cả miệng nó kinh chưa. Ý các bạn ơi, đấy này, có sạch đi nha, sau này mình sẽ bỏ vào máy mình xay các bạn ạ. Đấy, quạt ra từng miếng này một này. Ui, được một quả rồi đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cho hết cái số táo này vào này. Đấy, hôm nay mình xay bằng này thôi các bạn ạ. Này, cho nước vào nha. Đấy, nó có nước rồi nó mới sệt sệt các bạn ạ. Wow, mình sẽ ấn nút này là nó sẽ quay, nó sẽ tắt ra đây. 2, 3. Vậy là đã nát hết rồi đấy. Nào, bây giờ chúng mình sẽ đổ ra thôi. Đây này các bạn ơi, mình sẽ đổ ra hai cái bát này nha. Ui, ngon chưa? Đấy, nó sánh chưa này các bạn này. Wow, các bạn ơi, được rồi này. Ui, con vịt nó sấn vào nó ăn trước rồi còn đâu. Ui, các bạn ơi, ui, con vịt nó ăn nhiều quá. Nó vẩy cả mỏ này. Nào, đây, là mình xúc cho là, ui đấy. Ui, nó ăn ngon quá này, lại xúc thìa nữa nào. Wow, đây xúc thìa nữa này. Ui, 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 nó mổ nhiều chưa? Các bạn ơi, xem con nào muốn ăn trước nào. Ui, con bò nó sấn tới trước này các bạn này. Đấy, đây rồi, nào. Ui, chú bò ăn no rồi này. Nào, đến cún cún nào. Ui, ui, nó nhét hết ra mũi nó rồi còn đâu. Ui, con cún nó đeo kính nên là nhìn không rõ các bạn ạ. Nhét hết ra mũi rồi. Các bạn ơi, ui, con sóc nó muốn ăn quá này. Ui, nó quay tròn này. Ê, đây, 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 đây. Nào, sóc ăn cái sóc vậy nha. Nào, đây rồi, đây rồi. Ôi, một thìa này. Hai thìa này. Ba thìa, ui, quả sóc ăn nhiều quá. Ăn hẳn ba thìa các bạn ạ. Ui, này, ui, chú cún này. Chú cún màu cam nữa này. Wow, ui, các bạn ơi. Đấy, nước ép táo à, ngon lắm. Đấy, ui, nó gọn này, nó ăn này các bạn ơi. Ui, ui, nó ăn nhiều quá. Ui, nó ăn hết cả một thìa rồi này các bạn ơi. Nè, ui, chú cún vàng, ui, ui. Này các bạn ơi, ui, nó ăn này, nó lôi cả cái thìa của mình luôn. Ôi, này con này cũng ăn hết rồi này. Nó vây đuôi nó tích quẻ đấy các bạn ơi. Đấy, ăn nhiều vào thì lông nó càng vàng đẹp nhá.